Em đâu kêu ra đây ghét nhau xin ông nào kêu ông mà kêu thì mình tự ngồi đây chừng nào mới về tới nhà đó. Lộ gì kìa, sao giờ nhìn nghe hai cái lộ cũng nhớ đi trên lộ mà sao đi đất không kỳ vậy nè. Này, ê, gắn cột gì được, không gắn cái gì trời lứa. Nhau thì năm sáu thằng, mười mấy người, tới lúc sảnh về có một mình sao thằng nào dở vậy hết. Gì mà anh em tốt sỉnh té bạc té bụi không thằng nào đó hết bớt. Rồi đây là ở đâu à, mất rồi. À, mất cỡ đi rồi. Đi đang đi ngoài đường vô đây cái cửa. Mới giờ chiều tới thui rồi trời. Hồi nam có hái đủ đủ, nam hái đủ là bán không kịp rồi, quỷ hôm nay nó nhậu nữa rồi. Kêu đi đám giỗ thì tranh thủ về sớm đi. Mẹ kiến đâu cắn trời ơi. Đi về sớm ra phụ tôi rồi. Có một mình mà không có kịp. Nó chấm trời chấm đất. Giờ không thấy mặt mặt mũi đâu hết trơn. Không mần ha, mần không nổi phụ tôi hả thì đi cắt cỏ cho bò ăn đi. Nay có hái đủ có chở cực khổ gì đâu mà không chịu ra. Có mình tôi à. Mần hủi thủi như chó này nè. Có ai biết mà hay. Thì chi má má ông nói nha. Ông giỏi lắm á. Ông mần không đó. Dở làm gì mần. Mần chết mẹ mà để có ai thấy. Ở nhà mà có thấy gì đâu. Rồi đài phát thanh kêu nữa rồi 5 giờ rồi. Dịch bọng này hả, kêu đừng có đi đắp giỏ mà cũng láng rết quần đi. Đi rồi lỡ có gì rồi làm sao. Ba lá đủ khô nữa. À mất cười. À mất cười. Tại sao mở cửa vậy? Ủa mà quên. Dù mình nó chưa làm gạo cửa mà. Chết rồi, đâu mà đâu mà. Ê gì kìa. Nghe kiếp sẽ kiếp. Ruộng mình, ruộng ta cũng biết ruộng ai hết. Đi cà ngáo cà ngáo cà ngáo. Thôi thôi. Hèn chi biết sao không vợ nó không chữ mày ngáo mày điên rồi đúng rồi. Rồi. Đây nào. À ba.
Ai? Mày câm không ai? Để đó ai? Mệt. Mệt rồi kêu con này mệt dữ nữa. Đây. Ê leo. Ê bay. Đâu rồi mày? Mày đâu mất tiêu mày? Bát còn kêu mày nữa. Đó tao có dài mày kêu rồi im đâu mày. À trời. Kêu như tai tòng. Đó qua mương. Ê rồi. Đây em ba qua. Nó không rồi. Em ai kêu đủ đủ làm quá trời điện mà chắc xỉn ngủ nhà rồi kệ bà nó thôi xỉn ngủ nhà cháu khỏe chứ la đây quần tụi thêm á không mà ăn được quà gì hết trơn á lỡ ai mới nhắc ai giống nội mày la đéo trời đất ơi nhi bà mày kêu hoài không nghe mày mày nằm ở chỗ nào trời ơi xỉn xong ở nhà ngủ đi đây chi nữa mày ra báo hả gì à, kiếm bà kiếm làm quà gì nữa yeah. Thôi đất ơi tao nấu đầu dịch đang dịch bọng tùm lum á tao mời đám giỗ thôi chế đi cũng một hai đi cho bằng được và quá chịu em đi mới chín mười giờ sáng cái lo sách quần đi về luôn đi về đếm giỗ đi sợ người ta nhậu hết đủ đi rồi không có đủ nhậu ai ngộ đó con trứng trong mẹ mà cây ớt tao đang nhảy cái nằm chích queo cây ớt thì ngộ luôn trời đất mày điên hả đâu có vậy mày tao kêu mày tợ chứ kêu xuống ra mày không nghe mày mày kêu chỗ nào tao có nghe đâu lên tiếng điếc hay gì điên khùng cái ớt tao tự nhiên nhỏ rồi nè cái hái bán mấy chục ngàn ký tự nhiên nhỏ đây điên chưa vụ hoài à điên khùng mày sao xỉn trong nhà ngủ lít quần ai làm gì lít ra chưa ra không ra có phụ được mẹ gì đâu mày đang làm gì chiên ra báo thêm hả gì nó bận cái quần con đó tá trơn đó khỏi ta thèm nhậu dữ lắm thèm khác lắm ai mà cái đám gì cũng không có tự chế vậy trơn từ cháu hết trơn vậy đã đời chưa đi mày nó ngoài ngoài dặn nữa tôi đang bằng cỏ ông nội ơi đi bắn gì ra rồi đi bộ hay xe vậy đi bộ à xe quen bác sao xỉn cũng biết khôn mà xỉn chạy xe cho nó hốt đi rồi phạt mấy triệu bạc đi cái đóng lội trê luôn nay hơi không thấy đồ đủ đó nay háo đủ đó, con giày là ai chở có mình sao mà đỡ như vậy được gì nó ngoài ngoài có miệng cho nói hả nếu nói tao câm mà để tao qua tao héo rủ cái mày mày không hả mày nóng cái què nè mày rủ mày đó ôi tự nhiên tao đủ còn non gì hết làm gì đây hai mày đó đi mày nói không héo rủ gì mày không hả tao đủ mày mới hái này có hái rồi giờ mày hái thì bán ai sống nhân rồi bán ai quế rồi mày trứng vừa phải không sang ơi lớn rồi
phải như con nít ta hả, mà ăn nhậu hoài để tao nói hoài tao mệt quá, hao hơi tốn sức. Có con chả kìa. Mẹ bà coi trứng ác nhân chưa? Mày đủ nhỏ xíu vậy nè mà đi hái. Hái làm quần què về bán ai nữa? Hái cho bà ăn ngoài giọng á, im với bà mày lại. Chỗ cho mẹ răng đi, răng mới làm bữa hổm giờ chỗ cho mẹ răng luôn đi. Hỏi là ngay què vậy trơn á. Đủ không? Tao nhỏ xíu nè, đi hái coi tức mình chưa? Hái đủ đủ hả 5 6 ngàn ký, cái này nó lớn lên cũng 2 3 ký. Mà hái vậy nhờ hả chưa được 2 300 gram á, hái vậy nè. Mà ngăn gì gì đang không? Cây ớt cũng nhỏ của người ta. Hái phá trái về ăn chứ thôi bỏ uổng. Về chút ngày mai quần tao. Quần hả bận có nhiều hả đắp đá trơn. Khỉa mỏ cái đắp đá trơn à. Đó, trứng vợ nằm chết bờ chứ như chết bờ chết bụi vậy đó. Nhậu hoài xỉn sai hoài. Hút thuốc kia bỏ đi cũng không bỏ, bỏ được có mấy bữa hả? Mua bịch kẹo hả? Bịch kẹo chả hả? Cả ký kẹo luôn về ngậm. Ngậm hết kẹo cái hút thuốc trở lại à. Bỏ yết gì? Thuốc hả? Hút ngày 2 3 gói. Kia hút ít lại thôi. Có hại cho sức khỏe mà hút hoài. Bỏ được tao bỏ thôi luôn đi, bữa hổm bỏ mập lên mấy ký á. Xong cái chuyện trứng cái đi đám đâu cái người ta mời cái cũng đớp lấy hút. Hút cây ghiền nhớ lại cái hút nữa, hút lé. Làm như tôi không biết đi ra nhà tắm hút chứ đâu. Ra ngoài hôi rịnh ngoài á. Còn không mày ra cầu tiêu, mày đi cá dồ. Đi ra tới đi cá dồ là hôi rịnh thuốc ngoài á, tàn thuốc không. Hút làm như tôi không biết vậy đó. Mày đặt dấu dấu thấy tôi kìa bạc ngậm kẹo. Không giống ai hết trơn. Ba cỏ mà chưa xong vậy tớp nội nó không quần nữa. Tốn mên, giờ tốn buổi. Ở nhà mất trứng chị không ngủ đi. Giờ ở đây cũng nằm nó ngủ chứ làm quà gì đâu. Ai làm gì? Ra chứ má mới nói nó xỉn chứ nó cũng ra làm phụ vợ ấy đó. Chứ nó xỉn nó có được ngủ nghe gì đâu. À, trời ơi. Nói gì đúng rồi. Xỉn cho tao nói hả gì? Ờ, tao bây giờ ngủ gì nó hoài rồi. Ngủ nằm ngủ đi, rồi trời trả về. Ê, ra tao phụ mày. Phụ gì nằm phụ ngủ chứ làm phụ gì. Trời cái ớt nhỏ nó đây khùng hả? Vô mày nhỏ ớt. Vì điên quá không cái ớt tự nhiên giờ cái nhiên hái trái làm què vậy tài. Ồ. Ồ ớt vừa có chín hai hái gì bán ai có hai. Ủa, bán đâu. Đi nhốt cỏ mình hơi nhỏ luôn. Trời đất ơi để chờ hai cái ớt này đó tài. Ừ. Cây ớt. Có vừa chưa? Trúng cây chanh rồi cho vừa. Tối đừng kia ta lễ nha. Ôi con nó điên cái ớt ta gì cái gì hái nữa. Nóng máu chưa? Qua nhau phụ mà. Chạy yêu mày. Trứng quá trời trứng đây ai mà chịu nổi. Đã mau luôn. Cho chết luôn đi. Đó đâu? Đó đâu đây? Giá yêu mà. Mới là giả. Đợi tao bay qua. Ôi vịnh mà hái rồi rớt ba cái đủ luôn đi. Mới lộn mèo như cái gì vậy trời ơi. Nhảy mà hồi té mương nãy kéo lên nổi. Dạ anh ta hái rồi khỉnh anh ta bay vậy đó. Hai đứa không được chứ. Đất hồi đất cái đủ mày dài nè. Đủ nhỏ xéo mày đền dịnh cho hồi đất rồi đủ hết đi. Mà thì nhà ngủ đây kêu ra đây làm gì? Tỉnh ra còn xỉn ở nhà ngủ đi ai mượn ra đây làm đâu? À bây giờ anh coi tại thiên ba qua à. Tao bắt giới nè. À kinh nó nhiều ở bữa không biết mất chưa. Còn tới còn nuôi. Là phá ba đồ chứ làm phụ nghĩa gì nữa. Có là ba nè ba. Không có mặn được cái gì hết. Ra mà ruột. Ra mà ruột. Ôi. Ôi.
cho thứ ba đồ hết đi, lát coi chịu nổi chưa. Điện kêu má ra coi này, ra quần quá trời quần nè. Có bộ đồ mình nãy thình thù không có giống ai trơn á. Nói cái nói tôi nói hoài, cái miệng nói hoài. Trời đất ơi. Về vậy đi, về nè, tôi về sớm về nè. Xỉnh sai rồi, ai nhảy mương trúng nước hồi chết bây giờ nè. Trời ơi, Giang. Thì lên dậy đi, về nè. Thì nằm luôn hay sao? Báo quá trời báo đi. Trời ơi. Như con nít. Trời ơi. Quậy cho hư lỡ này mương hết đi. Thú kiếm ai? Dậu nữa gì? Lên qua kêu lên. Vậy mày hú mày kiếm ai? Kiếm ông nội mày hả vậy? Kêu lên. Ai mượn ra đuổi chứ trời, té mương rồi bắt ta kéo lên. Qua phụ nhổ cỏ. Nhổ gì, có mấy ngó cây nhỏ hết trơn này không? Không có bán què gì ăn nè. Đi về, về. Ông làm quá ông chó giọng hú hoài vậy hả? Cái áo sình đất không vậy nè. Vậy giặt mấy ký xà bông quá. Thì chớm hú được hay gì. Giơ nhảy về. Ôi. Kéo tôi chi đi đây nổ mà nhớ không tôi kéo tôi chi đây nhớ tôi kiếp vậy. Đó nã ra kéo đó không kéo nhảy xuống chi hả? Ông kéo tôi xuống thì tôi nhảy xuống hả? Tham lắm hay gì nhảy xuống đây làm gì? Nó kéo rồi nhảy xuống đây. Chứ tao chết mẹ cho hồi đi quần quá trời đi ông ơi. À cái hình đất không giờ sao kéo lên mập lù rồi. Trước ớn còn kéo nổi giờ mập lù ơi mà kéo nổi. Ôi. Nặng quá trời ai mà kéo nổi. Nó mới quần chi tụt cái quần lỏng lét ha. Ôi tỉnh thì khùng đi. Quá chán đi trời ơi. Đang nè, cái này gì nè. Giờ nếu có đẩy lên xuồng kéo xuống dưới chân giờ sao mà kéo nổi. Mới vô xuồng tôi đẩy xuống cái dưới nè chứ giờ sao mà kéo nổi vậy. Sao mà vậy nó mà bước xuồng. Kéo tụt cái quần tôi. Đi lên xuồng nào mà tôi kéo xuống dưới để đi lên xe đi về nè. Ôi. Kéo rồi gắt quá kìa. Xuồng đâu vậy? Xuồng. Ai à, có nhà. Nằm ngửa đầu xích lên cái chân nó nước nó vô này rồi sao mà đẩy. Xích lên. Sao nước lên hoài vậy? Nước nó vô mà sao mà đẩy ông nó nổi trời ông. Tao đâu có cổng không nổi đâu giờ mập luôn. Trời ơi còn nó lá rồi dép rồi nó trời. Làm như tôi đùa vậy á. Quá trời mệt đi. Quá về tắm. Chưa mặn cái gì hết trơn mà giờ tối thui rồi. Hết ngày hết buổi. Để đẩy xuống này dưới lên lấy chứ. Quá trời đi nghe đỡ nâu em bé vậy đó. Trời ơi, được bữa đi trời cái gì đu tiền à. Hùng quá đi,
đi du thuyền à. Du không nổi chú nè. Du thuyền á. Quá. Ngầu không á, tài không đó.